này cái nu gồ công nha, nu gồ công lá lớn á. Nu chùm 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 luôn nha mấy bạn, cái này nu mật khỉ á. Ủa nu mật khỉ hay nu cám vậy? Nu mật khỉ gồ công nu, để rồi anh chúc mình quay lại mấy cụm nu, nu khủng khiếp luôn. Cái này đẹp lắm, cái cụm đế chỗ này là khoảng 50 mấy, gần 60 á, còn như cái thân chỗ này là khoảng 33 nè. Chiều cao nó khoảng tới đây là khoảng 46 47. Cái này mới bắt nuôi cành, nhưng mà có cái cành cốt này bự rồi nè. Cái này tương đối đẹp nha, nu cục 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 luôn, cục cục luôn nha các bạn, nha mọi người. U bú cục cục, cái này cũng ấn tượng lắm. Giờ nó có dán cái bệ thì chắc cú rồi, cái bệ nó phệ xuống cây này, cái bệ thì nhìn cứng cáp lắm. Cái này nu khá ấn tượng nha, nu chùm 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 ngay chỗ cục đế không nè. Rồi cái mặt cắt người ta nơi chỗ này rất là lớn mà người ta nuôi liền luôn, là biết công phu lắm. Rồi người ta nuôi lên cái ngọn nữa. Rồi mấy cục bú này nè, cục nào cũng lấy bụi chán luôn. Cái này nu cũng khá ấn tượng. Cái đế thì đẹp, nu chùm 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 luôn, bú khá ấn tượng nha.